mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạng y tế vn. Loại bỏ ổ mũi truyền sốt xuất huyết ngay trong nhà. Cửa bể nước treo phải có nắp đậy thật khít và chặt. Nếu để hở sẽ tạo điều kiện cho mũi sốt xuất huyết bay vào sinh sản, phát triển và truyền bệnh cho gia đình. Bể nước treo có thể là nơi sinh sản của mũi truyền bệnh sốt xuất huyết ảnh minh họa. Trên thực tế, có một số hộ gia đình dùng bể nước treo bơm nước từ dưới lên nhằm tạo ra áp lực cao để nước có thể chảy qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng nhưng nếu bể chứa nước không có nắp đậy hoặc có nắp nhưng không đậy kín hay vô tình bị gió mạnh thổi làm bay nắp sẽ tạo điều kiện cho mũi truyền bệnh sốt, xuất huyết sinh sản, phát triển và lây lan bệnh. Nhân viên y tế dự phòng đã kiểm tra giám sát thực địa phát hiện nhiều bọ gậy và lăng quăng mũi AS chuyến bệnh sốt xuất huyết trong loại dụng cụ chứa nước sinh hoạt này. Vì vậy, để phòng ngừa các trường hợp sử dụng bể nước treo làm nơi sinh sản của mũi, có thể thực hiện những biện pháp sau đây. Polystyrene Đổ một lớp hạt nở polystyrene che phủ toàn bộ mặt nước với tác dụng ngăn không cho mũi sinh sản và giảm sự bốc hơi nước có thể thảo hạt nở vào các bể nước có ống dẫn nước ở phía dưới nhưng nếu mực nước rút xuống bằng với miệng ống thì hạt nở sẽ chui vào làm tắc ống để khắc phục tình trạng này có thể bịt miệng ống dẫn nước bằng lưới hoặc làm miệng ống cong xuống phía dưới với cách thứ hai làm miệng ống cong xuống phía dưới những chất bẩn nổi trên mặt nước của bể chứa sẽ được ngăn chặn lại không thoát vào miệng ống dẫn nước tuy vậy nhưng bể nước cũng cần phải đẩy lại để ngăn không cho chim Trồn, sóc chuột, than lăn có thể đi trên lớp hạt nở nổi trên mặt nước. Methoprin được tổ chức y tế thế giới WHO xem là biện pháp khá an toàn xử lý nguồn nước dùng để ăn và sinh. Hoạt, hoạt chất Methoprin phân chia khá nhanh ở trong nước. Bánh hóa chất chứa từ 1.8 đến 8% Methoprin và các hạt hóa chất có những nồng độ khác nhau được sản xuất để duy trì hiệu quả lâu dài trong bể chứa nước bánh hóa chất cũng có khả năng phân tán methoprin chậm và có tác dụng hiệu quả diệt ấu trùng mũi truyền bệnh sốt xuất huyết thời gian khoảng 5 tháng nhưng giá thành thường cao hơn loại hóa chất temerforce Bacillus thuringiensis tạo ra độc tố diệt ấu trùng mũi truyền bệnh sốt xuất huyết rất hiệu quả sau khi ấu trùng mũi ăn phải loại vi khuẩn này với liều lượng sử dụng bình thường Bacillus thuringiensis không gây hại đến các loài côn trùng và sinh vật khác kể cả con người. Sản phẩm được sản xuất dưới dạng bột thấm nước và hạt. Gần đây có thêm dạng bánh không mùi vị khá an toàn để xử lý nước ăn và sinh hoạt. Khi thả xuống bể chứa nước, chúng có khả năng nổi trên mặt nước và phân tán chậm với hiệu quả tác dụng trong khoảng thời gian 30 ngày. Cá diệt ấu trùng mũi một số loài cá ăn ấu trùng muỗi có thể thả vào bể chứa nước lắp đặt ở vị trí có bóng dâm và không. Có sự thay đổi lớn về nhiệt độ. Tuy nhiên khi thả cá cần phải cung cấp thêm cho chúng một lượng thức ăn tối thiểu và phù hợp. Cá sử dụng phải sống được trong thời gian dài với ít thức ăn và thích nghi được với sự thay đổi. Nhiệt độ của môi trường và phải có sẵn cá để thả bổ sung vào bể nước. Thường các loại cá mũi, Gambusia affinis và cá pi Poecilia reticulata được cho là thích hợp nhất để thả vào bể chứa nước vì chúng dễ nuôi với số lượng lớn. Ở Trung Quốc, người dân dùng loài cá chê, Clarias fuscus đã cho có kết quả tốt vì chỉ cần thả một con cá vào bể chứa nước với dung tích từ 20 đến 100 lít nước là đủ vì cá có khả năng sống lâu nhưng nên có biển. Pháp ngăn không cho cá nhảy khỏi bể chứa nếu mức nước cao. Tại Somali, người dân lại thường dùng loại cá zovi Oreochromis để diệt ấu trùng muỗi có hiệu quả. Trong các bể chứa nước, bà chỉ cần thả một con cá là đủ cho một bể chứa có thể tích 3 mét khối nước. Các hộ gia đình khi thiết kế lắp đặt bể nước treo bơm nước từ dưới lên qua hệ thống ống dẫn xuống các nơi cần thiết trong nhà để sử dụng nguồn nước ăn uống và sinh hoạt cần phải lưu ý đến trường. Hợp bể chứa nước sẽ tạo điều kiện cho mũi truyền bệnh sốt, xuất huyết sinh sản, phát triển và lây nhiễm bệnh. Vì vậy nên chọn một trong các biện pháp đã được nêu trên để chủ động ngăn chặn và góp phần phòng. Bệnh, bác sĩ, Nguyễn Võ Hình nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe